Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Trong tầm giá để xây dựng một bộ PC hơn 50 triệu đồng, các bạn có rất nhiều các lựa chọn. Nếu như bạn là một game thủ, dĩ nhiên một bộ PC phải đảm bảo yếu tố hiệu năng trở thành rất tốt. Còn nếu như bạn là một content creator hay là một người dùng bình thường, cần một bộ PC phải đảm bảo yếu tố đẹp là một vật trang trí ở trong cái góc làm việc, cái góc học tập của các bạn, thì đây chính là sản phẩm dành cho các bạn. Hãy cùng mình tìm hiểu xem sản phẩm này có gì đặc biệt. Như các bạn có thể được nhìn thấy bộ PC ở bên cạnh mình với tông màu chủ yếu đó chính là màu trắng và đen. Và dòng sản phẩm chủ yếu mình muốn hướng tới cho các bạn ở trong video ngày hôm nay đó chính là dòng sản phẩm Vision đến từ thương hiệu Gigabyte. Ở trong năm nay, Gigabyte đã giới thiệu dòng Vision dành cho các content creator, tức là những cái bạn đang cần một bộ PC phải đảm yếu tố đẹp. Và sản phẩm, hai sản phẩm mình đang có ở đây đó chính là card quạt RTX 3080 và bo mạch chủ Z490 Vision D. Mình sẽ nói trước về mẫu card quạt RTX 3080. Không phải nói quá nhiều về hiệu năng của RTX 3080 rồi. Nó quá mạnh mẽ, nó quá gọi là rẻ để có thể mua và sử dụng. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều khi so với RTX 2080 Ti, trong khi mức giá chỉ rơi vào khoảng độ hơn 20 triệu đồng. Thì phiên bản Vision mình đang có sẽ được trang bị tổng cộng là 3 quạt. Trong đấy sẽ có 2 quạt lớn và 1 quạt nhỏ để tản nhiệt cho khu vực GPU. Và khu vực heatsink cũng rất lớn, chiếm đến 2.7 slot khe PCIe. Thế nên nếu như các bạn đang cân nhắc chạy đa card quạt thì các bạn nên lựa chọn những mẫu mềm sao cho phù hợp nhất. Và mình sẽ nhấn mạnh về những cái điểm cải tiến Gigabyte dành cho mẫu card quạt RTX 3080 này. Đầu tiên đó chính là về khu vực backplate. Ở trên đây backplate vẫn được làm từ kim loại, thế nhưng đã được làm một khoảng hở để giúp cho cái luồng khí đẩy từ dưới lên nó được gọi là khí động học tốt hơn. Cái bộ PC các bạn sẽ được mát hơn rất nhiều khi so với cái việc không có cái miếng hở này. Một điều thứ hai nữa đó là khu vực cấp điện cho GPU vẫn sử dụng cổng cấp nguồn 8 pin 2 cổng với tổng là 16 rồi, thế dĩ nhiên. Thế nhưng thay việc đặt sát vào khu vực bo mạch này thì nay đã làm xa hơn. Thế việc làm xa hơn như này và Gigabyte cũng đã gia cố cho phục cấp điện cho phần GPU. Thế nên về mặt nhiệt độ, tiếp theo nữa về mặt độ bền cũng cao hơn thế hệ tiền nhiệm. Sau card quạt RTX 3080 Vision, chúng ta sẽ chuyển sang bo mạch chủ Z490 Vision G, hoặc các bạn có thể gọi là Vision G cũng được, tùy theo cách đọc của mỗi người. Thì mình sẽ nói trước về hệ thống cấp điện cho cái mẫu bo mạch chủ này. Thì bo mạch chủ này sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và một cổng cấp nguồn 4 pin nữa, với tổng cộng là 12 phê điện cấp nguồn cho cả CPU lẫn iGPU. Thì với hệ thống cấp điện như này, theo như mình tính toán thì hoàn toàn có thể cắm được cả Intel Core i9 10900K không gặp bất kỳ một vấn đề gì cả. Tuy nhiên cái không gặp vấn đề ở đây chỉ là về mặt gọi là cắm vào và có thể hoạt động cấp điện cho CPU thôi. Và vấn đề duy nhất ở đây đó chính là vấn đề liên quan tới nhiệt độ. Khi mà CPU thế hệ 10 của Intel vẫn sử dụng tiến trình 14 nanomet, tất nhiên Intel có cải tiến được cái vấn đề nhiệt độ đây rồi, và chúng mình cũng đưa ra một giải pháp dành cho anh em, đó chính là sử dụng tản nhiệt nước All-in-One. Và phiên bản tản nhiệt nước All-in-One được mình lựa chọn đây là NZT Kraton M22 để tản nhiệt cho CPU Intel Core i7 10700K. Về mặt hiệu năng tổng thể của CPU Intel Core i7 10700K hoàn toàn có thể sánh ngang được so với Intel Core i9 9900K tiền nhiệm, khi mà một mức giá chỉ loanh quanh 10 triệu đồng. Thế nhưng các bạn sẽ có một mẫu CPU có 8 nhân và 16 luồng xử lý, xung nhịp toàn bộ nhân trên toàn bộ 8 nhân khi các bạn có stress test sẽ loanh quanh khoảng 4.8 GHz, còn xung nhịp đơn nhân dĩ nhiên vẫn lên được đến tận 5.1 GHz. Đấy là các bạn chưa ép xung. Còn đối với những bạn nào mà đam mê ép xung và có kiến thức ép xung gọi là phải mức tuyệt vời để có thể ép xung được CPU, thì mẫu CPU này hoàn toàn có thể có mức xung nhịp cao hơn nữa, và hiệu năng đem lại dĩ nhiên là rất tốt. Tiếp tục mình sẽ nói về bo mạch chủ Z490 Vision G. Về phần khe RAM, như các bạn nhìn thấy sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM, nâng cấp tối đa là 128GB. Vì thế chúng mình đã cắm sẵn 2 thanh RAM, mỗi thanh 16GB với tổng dung lượng là 32GB. Và đây là RAM tính được Corsair Dominator, RAM Corsair gần như là đắt nhất, sử dụng những chip nhớ bền nhất, và các bạn hoàn toàn có thể ép xung RAM. Nếu như các bạn biết, còn những bạn nào không biết thì có thể bật tính năng XMP lên, thì khi đấy thì toàn bộ hệ thống các bạn sẽ được tự động đẩy bus RAM cao nhất mà bus RAM này mặc định hỗ trợ. Đấy, kiểu giống như vậy. Và đây là bo mạch chủ Z490, thế nên bus RAM các bạn sẽ không lo lắng kiểu bị nghẽn lại, cơ bị giới hạn lại, bởi vì mẫu CPU Intel Core i7 10700K khi các bạn xem trên trang chủ của Intel thì bus RAM hỗ trợ vẫn chỉ ghi là 2933. Thế nhưng có một main jack, bus RAM hoàn toàn có thể đẩy cao hơn khoảng 3200, 3600, hoặc thậm chí có thể hơn được, tùy vào tay nghề của mỗi người và tùy thuộc vào chip nhớ RAM các bạn sử dụng. Và chuyển xuống bên dưới một chút, các bạn sẽ có hai khe
PCIe X16, trong đấy thì một khe full băng thông X16, một khe bên dưới được đặt ở băng thông X8 và cả hai khe này đều được bọc thép để chịu mẫu cạc đồ họa nặng như RTX 3080. Đây, nặng như mẫu cạc đồ họa này thì vẫn hoàn toàn ok. Tổng cộng nữa các bạn sẽ có 3 khe HDMI, trong đó sẽ là một khe PCIe 4.0 để đợi xem thẻ tiếp theo có cắm được hay không. Và hai khe bên dưới sẽ được tặng sẵn hệ thống tản nhiệt. Đây, hai khe bên dưới đây sẽ có sẵn heat sink để đảm bảo cho HDMI các bạn hoạt động trong điều kiện gọi là khắc nghiệt nhất, cũng không lo vấn đề độ bền sẽ ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Và trái tim của hệ thống sẽ là bộ nguồn P850 800W, công suất thực tới từ Gigabyte. Bộ nguồn này có tên mã là Aorus, để dưới đây rồi chắc các bạn chưa nhìn được đâu. Thì với cái bộ nguồn này sẽ đảm bảo cho hệ thống các bạn hoạt động ổn định trong thời gian dài, kể cả có try hard cũng không gặp bất kỳ một vấn đề gì cả. Và toàn bộ các linh kiện sẽ đặt trong vỏ cây NZXT H510 Eli. Thì bây giờ sẽ là phần timelapse cũng như phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này. Vậy thì tổng kết lại, lý do nào khiến các bạn nên mua bộ PC tuyệt vời giống như bộ PC đang có ở bên cạnh mình đây? Đầu tiên, rõ ràng nhất đó chính là đẹp. Và cái thứ hai, đó chính là hiệu năng trên giá thành rất tốt, bởi vì được trang bị card đồ họa RTX 3080 và CPU Intel Core i7 10700K. Và yếu tố thứ ba đi kèm với đẹp đó chính là về phần độ bền. Đây là tới từ thương hiệu Gigabyte, một thương hiệu có tên tuổi ở Việt Nam. Và cái thứ hai nữa, họ có chính sách bảo hành rất tốt, chính sách đổi trả và bảo hành phải nói là rất tuyệt vời. Vậy thì chần chừ gì nữa, hãy tới với Anphat để mua ngay bộ PC này nếu như bạn có đủ tiền. Còn nếu như các bạn đang cảm thấy túi tiền chưa đủ để quất ngay em này thì vẫn nên mua, bởi vì Anphat chúng mình hỗ trợ trả góp 0%. Đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.